Thưa quý vị và các bạn, cây tràm gió là loại cây mọc phổ biến tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Thế nhưng chiết xuất tinh dầu tràm để phục vụ trong y học là điều ít ai làm được. Tại xã Vùng Cát, Bình Sa, huyện Thăng Bình, chị Bùi Thị Nguyệt sau khi nhiều năm mày mò, tự học và nghiên cứu đã cho ra sản phẩm dầu tràm Linh Vũ được thị trường yêu thích. Dầu tràm Linh Vũ cũng là sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao của tỉnh Quảng Nam. Câu chuyện khởi nghiệp của chị Bùi Thị Nguyệt bắt đầu từ năm 2015. Trong một lần đến Huế, chị ấn tượng với cách nấu dầu tràm của người dân nơi đây. Bằng cách thu mua lá tràm từ Quảng Nam để mang ra bán cho các lò nấu tại Huế, chị dần học được cách chiết xuất tinh dầu và về quê tự mở cơ sở sản xuất. Thương hiệu dầu tràm Linh Vũ ra đời từ ấy. Với điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt, cây tràm gió trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cho ra sản phẩm có màu trắng trong suốt, công dụng hiệu quả hơn rất nhiều so với các sản phẩm sản xuất tại Huế và các địa phương khác. Thì bây giờ cho ra sản phẩm cũng có cái đầu ra ổn định trên thị trường, nhưng mà bây giờ nó là cái sản phẩm của mình nó thiếu hụt nguồn nguyên liệu. Nên tôi mong muốn là phải nhân ra được cái cây đầu vàng, cây trồng gió bản địa để là mình trồng lại, để lấy lại cái phục vụ cho cái sản xuất của mình, đó là cái nguyên liệu đầu vào cho nó ổn định. Còn về phần cái chất lượng của tinh dầu á, là cái chất lượng tinh dầu của Quảng Nam mình á, nó thì nó riêng biệt, nó không giống như những cái tỉnh thành khác. Thì cái màu là nó tráng trong và cái mùi á, nó không, mình không có thể nào lấy cái vùng nguyên liệu ở chỗ khác để thay thế của cái địa phương của cái tỉnh mình. Nên là buộc là mình phải nhân ra là cái cây trồng gió, cái cây trồng cây đầu vàng, cây trồng gió bản địa để mình để phục vụ ở trên tại quê hương của mình. Không chỉ bán cho các cơ sở y tế, bệnh viện trong tỉnh, thông qua mạng xã hội, dầu tràm Linh Vũ được bán rộng khắp tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Thế nhưng chỉ sản xuất được mấy năm thì nguồn nguyên liệu tại chỗ trở nên khan hiếm. May mắn đã mỉm cười với chị Bùi Thị Nguyệt khi Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình kịp thời hỗ trợ 250 triệu đồng để phát triển vùng nguyên liệu tại chỗ. Chị Nguyệt cùng với người dân địa phương liên kết sản xuất từ 5 hectare trồng cây màu. Ông Trần Hữu Lự mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây tràm gió bản địa và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khả quan. Khi mà chuyển đổi cây này chưa có cơ sở thì tôi rất lo, biết trồng có đọt không. Có đồ nhiều người dân xung quanh cũng nói là ông nổi ông làm gì mà ông biết đường, ông nổi cái đường làm đất làm nông nghiệp mà chuyển qua làm cây dược liệu. Thì tôi đạt báo đợt này được cũng qua tư vấn cái số các cái nhà đầu tư vào thì tôi thấy rất là có hiệu quả, nên tôi trồng, tôi đi tham quan các cái vườn khác tôi trồng này đến nay tôi thu hoạch cái lần đầu thì tôi đợt cái lần thứ hai cũng cái cây này tiếp tục thì tôi thu cái đợt lần thứ ba tôi thu là một sào có thể là trên 5 triệu. Tôi thấy sào với cái cây khác thì nó đợt hơn nhiều, hiệu quả nhiều, cho nên thấy đây là vững chắc. Thứ hai nữa, mấy cái lụa ra màu là khi tôi làm là nếu mà được mùa mà không có tiêu thụ từ tương nguồn tiên nhân là rất giá, các kỳ lỗ. Nhưng mà cái cây này là có cái nhà là người ta chịu thu mua và họ chế biến, cho nên tôi thấy đây rất là vững chắc, cho nên tôi rất yên tâm hiện nay. Từ nguồn vốn hỗ trợ của huyện Thăng Bình, chị Bùi Thị Nguyệt đã phát triển vùng nguyên liệu rộng gần 5 hectare, khoảng 20 hộ dân đang liên kết sản xuất. Với thị trường ổn định như hiện nay, mỗi năm cơ sở dầu tràm Linh Vũ có thể bán ra thị trường khoảng 1.000 lít dầu tràm, mỗi lít trên 3 triệu đồng, tương đương với khoảng 250 đến 300 tấn lá nguyên liệu. Mở rộng vùng nguyên liệu để mở rộng thị trường là mục tiêu hướng đến của cơ sở dầu tràm Linh Vũ. Không ngừng cải tiến chất lượng và mẫu mã của sản phẩm, dầu tràm Linh Vũ vinh dự được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu ưa dùng, được người tiêu dùng bình chọn top 100 thương hiệu sản phẩm dịch vụ nổi tiếng tại Việt Nam và mới đây nhất là giải thưởng sản phẩm nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2022.